Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Cà Mau đã cho phép F0 triệu chứng nhẹ được đi làm. Theo đó, tỉnh Cà Mau chính thức cho phép F0, F0 không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ và F1 nguy cơ cao đi làm bình thường. Tuy nhiên, quy định này cũng nêu rõ là các đối tượng trên đi làm là tự nguyện và giữ nguyên tắc không tiếp xúc với người khác. Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ngành quận huyện về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế, bộ sinh phẩm xét nghiệm phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ giao cho các bệnh viện, trạm y tế, nhà thuốc, đại lý bán lẻ thực hiện niêm yết giá xét nghiệm, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các đơn vị sản xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế chủ động tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo bình ổn giá trang thiết bị. Mới đây, Bộ Y tế đã ra công văn về phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Theo hướng dẫn này, quy trình đón khách quốc tế rất thông thoáng, nới lỏng nhiều quy định. Cụ thể, người nhập cảnh theo đường hàng không yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trừ trẻ em dưới 2 tuổi trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ nếu sử dụng phương pháp RT-PCR, RT-LEM hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm kháng nhanh kháng nguyên với virus SARS-CoV-2 và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận. Tối ngày 15 tháng 3 tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện vụ vận chuyển trên 46.000 bộ kit test COVID-19 do nước Nga ngoài sản xuất và không có nguồn gốc hóa đơn chứng từ. Đội quản lý thị trường số 1 cục quản lý thị trường Quảng Ninh đã tạm giữ toàn bộ số hàng và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng khác điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trả lời tại phiên chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 16 tháng 3 liên quan đến vấn đề quản lý thu thuế bán hàng trên mạng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, trong thời gian qua, thu thuế từ kinh doanh qua mạng đạt hơn 5.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp lớn như Facebook thời gian qua đã nộp 1.694 tỷ đồng, Google nộp 1.618 tỷ đồng hay Microsoft nộp 576 tỷ đồng. Trong khi đó, từ thương mại xuyên biên giới là 1.317,7 tỷ đồng. Trong thời gian ngắn tới đây, Bộ sẽ triển khai cổng thông tin điện tử về kê khai thuế để các hộ kinh doanh có thể nộp thuế trên điện thoại di động. Hiện nay ứng dụng này đã kết nối với kho bạc nhà nước cùng 54 ngân hàng. Sáng nay ngày 16 tháng 3, Ủy ban thường vụ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Liên quan đến tình hình xăng dầu trong thời gian gần đây, Bộ trưởng cho biết, Bộ Công Thương đã cùng với Bộ Tài chính điều hành theo đúng quy định của pháp luật, là 10 ngày một lần, bám sát diễn biến giá của thế giới. Biên độ giá tăng của thế giới là từ 40 tới 60%, còn biên độ của xăng dầu ở Việt Nam chỉ từ 29 tới 40%. Theo đó, biên độ giá xăng dầu của Việt Nam là cận dưới của thế giới. Bộ Công Thương nhấn mạnh Bộ đã cùng Bộ Tài chính thực hiện chức năng của mình là điều hành linh hoạt quỹ bình ổn, mặc dù số dư quỹ không còn lớn nhưng đã cố gắng đưa ra mức hỗ trợ từ 500 tới 1.500 đồng một lít xăng dầu, thì giá xăng cũng đã giảm. Bộ Xây dựng vừa có quyết định công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2021 có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2022. Theo quyết định của Bộ Xây dựng, chỉ số giá xây dựng công trình bình quân của cả nước sẽ là 105,39% so với năm gốc 2020, trong số đó chỉ số giá xây dựng sẽ khác nhau tùy theo loại công trình phổ biến, bình quân cho cả nước được chia cụ thể thành các nhóm như xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn. các yếu tố chi phí đầu vào để xác định chỉ số giá xây dựng còn bao gồm giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị, ghi công căn cứ theo công bố giá của sở xây dựng các địa phương. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo Cục Bảo vệ thực vật, hiện xoài tươi Việt Nam đang xuất sang 22 nước chủ yếu là thị trường Trung Quốc, sản phẩm từ xoài xuất sang 53 nước. Năm 2021, gần 600.000 tấn xoài xuất sang các nước tăng 42% so với năm trước, trong đó sản lượng xuất khẩu sang Nhật Bản tăng gấp 3 lần từ 215 tấn năm 2020 lên 640 tấn năm ngoái, tương tự Hàn Quốc tăng 130% sản lượng. Hiện cả nước có 845 mã số vùng trồng xoài, diện tích 42 ha chiếm 31%. Bên cạnh xuất khẩu, Cục Bảo vệ Thực vật cũng khuyến khích các tỉnh có chuỗi cửa hàng đặc sản ở các đô thị lớn để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã dỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cứng rắn để mở cửa đón khách du lịch. Thành phố Uông Bí cho phép mở lại các hoạt động dịch vụ trên địa bàn từ 12 giờ ngày 15 tháng 3. Theo đó, chính quyền thành phố cho phép mở lại các hoạt động dịch vụ các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, vũ trường, bar, massage, spa, dịch vụ internet, trò chơi điện tử công cộng, cơ sở thể dục thể thao, VR, gym, các khu điểm di tích, nhà hàng, cơ sở lưu trú, quán cà phê, giải khát, cắt tóc được phép hoạt động 100% công suất. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết, ngành chức năng của huyện Ninh Minh Trung Quốc thông báo về việc tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu song phương Chima Việt Nam ái điểm Trung Quốc. Dự kiến việc tạm dừng thông quan bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 17 tháng 3 năm 2022. Nguyên nhân là do cơ quan kiểm soát dịch bệnh của huyện Ninh Minh Quảng Tây Trung Quốc phát hiện một số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Chuyển sang phần tin quốc tế, Ngày 15 tháng 3, Moscow công bố 13 nhân vật cấp cao của Mỹ bị cấm nhập cảnh Nga, trong đó có Tổng thống Joe Biden và các cơ quan chức hàng đầu của Washington. Trong danh sách 13 nhân vật cấp cao của Mỹ bị cấm nhập cảnh mới được Nga công bố, ngoài Tổng thống Joe Biden còn có Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lord Austin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và những người khác. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng có tên trong danh sách này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này vẫn duy trì quan hệ chính thức với Washington và vẫn đảm bảo tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao với các nhà lãnh đạo Mỹ có tên trong danh sách trên nếu cần thiết. Ngày 15 tháng 3, Thủ tướng Liên bang Nga đã cho biết kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế Nga bao gồm hơn 100 sáng kiến trị giá khoảng 1.000 tỷ rúp, tương đương với 10 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Nga cho biết, chính phủ đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp. Nhiều biện pháp trong số đó đã được đưa vào dự thảo kế hoạch hành động ưu tiên. Đây là một văn bản rất linh hoạt, sẽ được cập nhật liên tục và ban hành theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào sự phát triển của tình hình. Theo Thủ tướng xuất tin, kế hoạch này bao gồm hơn 100 sáng kiến, không bao gồm các sáng kiến đã được thông qua và đang thực hiện. Tổng số tiền để hỗ trợ theo gói sáng kiến này ước tính khoảng 1.000 tỷ rúp. Ngoài ra, chính phủ Nga cũng đề xuất một số biện pháp chung với các đối tác trong Liên minh Kinh tế Á-Âu như tăng giới hạn tối đa đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, ấn định tỷ giá hối đoái khi thanh toán thuế nhập khẩu. Mới đây, Tổng thống Ukraine đã tuyên bố đã đến lúc phải thừa nhận rằng nước này sẽ không trở thành một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. tuyên bố Ukraine sẽ không trở thành một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO được Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố khi phát biểu tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo của lực lượng viễn chinh chung do Anh dẫn đầu. Các quốc gia thành viên viễn chinh chung ngoài Anh còn có Đan Mạch, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển và Estonia. Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần tìm kiếm các hình thức hợp tác mới với phương Tây và sự đảm bảo an ninh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ không trừng phạt sự tham gia của Nga vào các dự án hạt nhân ở Iran nếu thỏa thuận hạt nhân với Iran được khôi phục. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh, Mỹ sẽ không cho phép Nga sử dụng thỏa thuận hạt nhân Iran như một lối thoát để trốn tránh các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine tuyên bố của Mỹ đưa ra khi cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga ủng hộ việc khôi phục sớm nhất có thể thỏa thuận hạt nhân Iran, được gọi chính thức là kế hoạch hành động trung toàn diện JCPOA và đang chờ đợi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran. Kế hoạch hành động trung toàn diện được Iran ký với nhóm P5-1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức vào năm 2015. Thỏa thuận này đã đứng bên bờ vực đổ vỡ sau khi tháng 5 năm 2018. Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran. Thưa quý vị, thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đến 13 giờ 30 ngày 16 tháng 3 cho biết, cả nước đã tiêm hơn 200,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, ngày 15 tháng 3, cả nước tiêm 364.934 liều vaccine. Đến nay thì đã có 47 trên 63 tỉnh thành phố đạt tỷ lệ bao phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 trên 95%. Còn 16 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 90 cho đến dưới 95%. Bộ Y tế cho biết đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền hướng dẫn tư vấn sử dụng thuốc điều trị COVID-19, trong đó ưu tiên những người thuộc đối tượng chống chỉ định cần được tư vấn thăm khám để đảm bảo sử dụng thuốc được an toàn. Bộ Y tế cho biết sẽ đánh giá xu hướng tăng giảm ca nặng, số ca nhập viện so với số ca mắc để đánh giá nguy cơ tình hình dịch, không để quá tải hệ thống y tế, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, đảm bảo tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, tăng cường vận động người dân tiêm vaccine, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tránh bỏ sót. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giả soát và tổ chức tiêm liều cơ bản và liều bổ sung cho người trên 50 tuổi, người có bệnh nền đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở nâng cao năng lực thu dung, điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong, chủ động, sẵn sàng các biện pháp phòng chống dịch theo diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Bộ Y tế cho biết 7 triệu liều vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech liều lượng 0,2 ml chứa 10 microgram cho trẻ từ 5 cho đến 11 tuổi sắp về Việt Nam. Ngay khi có vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em về Việt Nam thì Bộ Y tế sẽ phân bổ tới các địa phương để bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho trẻ tiểu học. Dù còn lo lắng nhưng nhiều trường học và phụ huynh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đưa con đi tiêm phòng. Trước đó thì nhà trường cũng đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến của phụ huynh và đa số đều đồng ý cho con tiêm chủng. Bộ Y tế dự định cuối tháng 3 Hoàn thành kiểm định sẽ bắt đầu tiêm cho trẻ với việc tiêm chủng cho nhóm học sinh ở lứa tuổi từ 5 cho đến 11 tuổi, hy vọng mở cửa hoàn toàn các trường học sẽ sớm trở thành hiện thực. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương, thống kê số liệu ca mắc Covid-19 trên địa bàn cho thấy có xu hướng tăng cao, so với 7 ngày trước thì ca mắc Covid-19 tăng hơn 80%. Tuy nhiên hầu hết số F0 đều không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ, do đó tỉnh sẽ tạm thời dừng công bố số ca mắc mỗi ngày, thay vào đó thì tập trung vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giảm tỷ lệ F0 diễn biến nặng và tử vong liên quan đến công tác quản lý thị trường phòng chống buôn lậu hàng giả hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc bộ công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để ngăn ngừa từ sớm những hàng hóa thiết bị vật tư y tế nhập lậu vào thị trường nội địa xử lý trách nhiệm người đứng đầu lãnh đạo cơ quan chức năng và công chức trực tiếp quản lý địa bàn nếu để xảy ra tình trạng hàng giả hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ phức tạp nghiêm trọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị vừa phối hợp phát hiện hai đối tượng nam nữ đang có hành vi vận chuyển 7.200 viên thuốc còn nhộng, vỏ hộp và vỉ thuốc đều ghi chữ nước ngoài, không có tem nhãn phụ. Theo lời khai thì số thuốc trên là thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19, mua trôi nổi trên mạng xã hội về bán. Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ toàn bộ số thuốc trên để điều tra xử lý theo quy định. Liên quan đến vấn đề quản lý thuế với dịch vụ xuyên biên giới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, ngành thuế các năm qua đã thu thông qua các tổ chức tại Việt Nam gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, thì nhiều doanh nghiệp lớn đã nộp thuế như là Facebook nộp 1.694 tỷ đồng, Google nộp 1.618 tỷ đồng, Microsoft nộp 576 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế xây dựng cổng thông tin điện tử về kê khai thuế xuyên biên giới và ngày 21 tháng 3 tới đây, Tổng cục Thuế sẽ khai trương cổng thông tin điện tử này để doanh nghiệp nước ngoài khi bán hàng xuyên biên giới có thể trực tiếp kê khai thuế và nộp thuế cùng với việc xây dựng cổng thông tin thì bộ tài chính cũng có hướng dẫn nộp thuế ở môi trường mạng, sàn thương mại điện tử mua bán online, các sàn thương mại điện tử như là Tiki, Shopee, Lazada hoặc các đơn vị giao vận sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin của chủ shop nếu cư trú tại Việt Nam cho cơ quan thuế. Chuyển sang một thông tin khác, theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng của Lạng Sơn, hiện tại hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại ba cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma vẫn thực hiện thông quan hàng hóa bình thường, song hiệu suất thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là hàng xuất khẩu còn rất hạn chế. Đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết, hiện ba cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma vẫn thực hiện thông quan hàng hóa bình thường, Trung bình mỗi ngày chỉ thông quan được hơn 150 xe sửa hàng hóa cả xuất và nhập, trong đó chỉ thông quan được khoảng trên 20 xe sửa hàng hóa xuất khẩu. Đặc biệt tại ngày 13 tháng 3 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị không thực hiện thông quan được xe sửa hàng hóa xuất khẩu nào. Tính đến sáng ngày 14 tháng 3 tổng lượng xe tồn tại các khu vực bến bãi chờ xuất khẩu là 1.583 xe, trong đó có hơn 1.075 xe sửa hoa quả. Với năng lực thông quan như hiện tại thì Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh thành khuyến cáo về việc doanh nghiệp cân nhắc khi đưa xe chở hàng hóa xuất khẩu lên khu vực cửa khẩu của tỉnh. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 345 ngày 15 tháng 3 xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận. Cụ thể thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 258 tấn hạt giống lúa, 5 tấn hạt giống ngô từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai của năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định. Theo lãnh đạo cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm giúp người nộp thuế vừa giảm thiểu tình trạng sai sót trong quá trình kê khai vừa an toàn Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị doanh nghiệp người nộp thuế nên thực hiện quyết toán thuế theo phương thức trực tuyến, tức thực hiện kê khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện tử qua ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế tại trang web thuế điện tử gdt gov vn Cố vấn tránh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết vòng đàm phán thứ tư giữa Ukraine và Nga sẽ tiếp tục trong ngày 16 tháng 3 theo giờ địa phương. Cố vấn tránh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, cuộc đàm phán thứ tư giữa Ukraine và Nga sẽ tiếp tục cho ngày 16 tháng 3, đã có những mâu thuẫn cơ bản nhưng tất nhiên vẫn có chỗ cho sự thỏa hiệp. Nga và Ukraine đã tổ chức ba vòng đàm phán. Vòng thứ nhất kéo dài 5 tiếng vào ngày 28 tháng 2 tại Gomel, lần thứ hai diễn ra vào ngày 3 tháng 3 tại Belovetska Pushka và lần thứ ba vào ngày 7 tháng 3 tại Brest. Vòng đàm phán thứ tư đã được tiến hành vào ngày 14 tháng 3, song đã tạm dừng kỹ thuật để các tiểu nhóm công tác làm việc thêm và để làm rõ các định nghĩa nhất định. Hai bên đã quyết định tiếp tục đàm phán vào ngày 15 tháng 3. Ngày 15 tháng 3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định, Ngoại trưởng Cavusoglu sẽ tiếp tục các nỗ lực của Ankara nhằm đặt ngừng bắn và hòa bình thông qua đối thoại giữa Nga và Ukraine. Hồi tuần trước, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã chủ trì một cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Ngoại trưởng Nga và Ukraine bên lề một diễn đàn ngoại giao, dù cuộc gặp không tạo ra bất kỳ tiến triển nào trong nỗ lực ngừng bắn tổng thống recep tayyip erdogan cũng đã nhiều lần khẳng định ankara không thể từ bỏ quan hệ với cả nga hoặc là ukraine do thổ nhĩ kỳ hiện là nước láng giềng với cả moscow và kiev ở khu vực biển đen Liên minh châu Âu đã thông qua những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và công ty của Nga, nhằm vào các nhà tài phiệt mới của Nga. Trong đó có tỷ phú Roman Abramovich, chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, để trả đũa việc Nga can thiệp quân sự vào Ukraine. Theo thông cáo của Pháp và EU, cũng đã phê chuẩn một tuyên bố gửi Tổ chức Thương mại Thế giới về việc đình chỉ áp dụng quy chế tối huệ quốc đối với Nga và ngừng xem xét đơn xin gia nhập WTO của Belarus. Nếu Nga bị đình chỉ chế quy chế tối hệ quốc thì các công ty của nước này không còn được nhận sự đối xử đặc biệt thông qua EU nữa. Ngày 15 tháng 3, thì Moscow đã công bố 13 nhân vật cấp cao của Mỹ bị cấm nhập cảnh Nga, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden và các quan chức hàng đầu của Washington trong danh sách 13 nhân vật cấp cao của Mỹ bị cấm nhập cảnh mới được Nga công bố. Ngoài Tổng thống Joe Biden còn có Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lord Austin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và những người khác. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng có tên trong danh sách này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này vẫn duy trì quan hệ chính thức với Washington và vẫn đảm bảo tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao với các nhà lãnh đạo Mỹ có tên trong danh sách trên nếu cần thiết. Ngày 15 tháng 3 phát biểu tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo của lực lượng viễn trinh chung do anh dẫn đầu, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố đã đến lúc phải thừa nhận rằng nước này sẽ không trở thành một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Các quốc gia thành viên của tổ chức này ngoài Anh còn có Đan Mạch, Ireland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển và Estonia. Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần tìm kiếm các hình thức hợp tác mới với phương Tây và sự đảm bảo an ninh.